Hai, mình xin kính chào anh em nha. Rồi, xin kính chào anh em sửa xe và những anh em mà sở hữu xe máy trên toàn quốc và tất cả anh em là trên YouTube ở đất nước Việt Nam hoặc nước ngoài. Thì hôm nay là mình sẽ chia sẻ cho anh em. Những anh em nào muốn dọc xe ở nhà nó vọc á, ngoài Bắc kêu là vọc á, có nghĩa là tự sửa ở nhà, hoặc là những anh em thợ luôn đó. Là mình làm một cái clip này thì cũng là giúp ích cho anh em. Thì cái này là cái thủ công thôi, cái mẹo thôi, chứ thôi nó cũng không là cái gì cả. Thì nếu mà anh em thấy là nó áp dụng được thì anh em có thể áp dụng để là sửa xe của mình một cách là nhanh nhất đó, rồi đỡ tốn thời gian, mình làm là hiệu quả như nhau hết, mà cái thời gian nó đỡ tốn. Ví dụ như mình làm một cái công chuyện mà cái người thần thì người ta làm chừng 5 phút à, còn ví dụ mình làm mà mình không thần thì mình có thể là làm 1 tiếng hay nửa tiếng, 40 phút, 30 phút đó. Nhưng mà thay vì người ta làm 15 phút xong mà người ta không có bị không hốc cái gì hết, trong khi mình làm 1 tiếng đồng hồ, nhưng mà nhiều khi nó còn đẻ ra cái bệnh khác nữa. Không, đẻ ra bệnh khác đó. Thí dụ như mình hớt tóc đi, mình hớt tóc thì những người mà thợ đó, mà thầy của mình đó, hớt chừng là hớt tóc cho mình, thí dụ vậy đi, mà hớt cho mình thì chừng là 20 phút xong cái đầu, trong khi mình hớt chút cái rớt kéo đồ gãy kéo đồ nó lâu, mà nó còn thí dụ có kéo khác để thay, còn không có kéo là phải đi mua kéo nữa, thì cái thời gian nó kéo thời gian mà chừng nào mình nói là mình nói á, mình ngồi mình suy nghĩ không thì nó dễ lắm, nhưng mà mình nói khi mình làm ra rồi nó rất là nhiều cái yếu tố để mà nó những cái yếu tố khách quan ở ngoài nữa, chủ quan khách quan ở ngoài nữa, nó dẫn tới cho mình nó nhiều cái lắm. Rồi mình làm bực tức là mà ví dụ mình đang làm cho khách mà mình làm cái đó, mình sửa xe cho khách đi mà mình sửa lâu thì khách, cái yếu tố bên ngoài nữa nè, khách bực bội, mẹ tao làm đây tao còn đi rước con, tao còn đi đâu nữa, bắt đầu chửi thề rồi, bắt đầu cái mình nóng lên đó, bắt đầu cái mình quay qua mình chửi lại nữa, nó rất là kéo theo nhiều nhiều. Cho nên mình làm như thế nào thì hôm nay là mình sẽ chia sẻ cho anh em là khi mà mình tháo tháo bánh sau xe ra, có nghĩa là tháo bánh ra hay là tháo đùm ra, tháo bù lông đùm ra nè, bù lông trục mai bánh xe ra, thì thí dụ như là mình tháo ra để thay má phanh là bố thắng á, hay là tháo ra để thay sâm đó, hay là cái gì đó nhông sinh dĩa vậy đó, thì nhông sinh dĩa đó thì có nhiều xe đó. Bây giờ xe mới thì mình không nói gì, mình làm đúng kỹ thuật là nó vô rồi, làm đúng kỹ thuật thì mình ráp vô đúng kỹ thuật thôi, canh rồi má đùm rồi má phanh rồi vô ok. Nhưng mà ngặt nghẽo nó không có theo cái ý muốn của mình được, nó không có theo ý mình được. Đây mình đã gặp một cái gì kia thì chỉ thu mua ve chai thôi, thì gì đó là làm luôn là bơm bánh xe rồi giá xe và vá sâm đó đó, bơm bánh xe rồi vá sâm rồi, thì gì đó là người ta xuống là giá xe, thì cái gì đó là thay cái sâm xe, thì không có sửa xe gì hết đó, chỉ có thay sâm rồi với lại vá xe thôi. Thì cái gì đó đó, gì đó thay xong thì khi mà tháo ra đó thì em biết những cái xe mà cũ á, nó hay cái chỗ cái má phanh đó, với lại cái bi mà bạc đạn đùm á, cái bạc đạn ngoài á, thì ví dụ như xe quay alpha đây là bạc đạn quay riêng về bạc đạn 6301, cái chỗ đó nó chim, ví dụ như chim 2-3 con vòng điểm lông đền đó, để ngoài Bắc kêu bằng vòng điểm đó. Thì anh em sửa xe vô hội nhiều lắm rồi chắc cũng biết là trong Nam kêu bằng gì ha, là kêu bằng lông đền đó. Thì chim 2-3 con lông đền, thì khi mà mình rút cái trục bánh xe ra khỏi cái má đùm đó, cái má phanh đó, thì nó rớt lông đền nó ra, thì mình thay ruột á anh em, mình thay sâm á, đâu có cần mà lấy cái nguyên cái bánh xe ra đâu. Thì khi mà chọt cái cốt đùm vô, thay bánh xe giá xong chọt cốt đùm vô, chọt cốt cốt bô lông vô thì nó bị rớt mấy cái đó ra, thì siết bánh cứng ngắc, đẩy đi xe đi không nổi luôn đó.
Thì chỉ là mình thay cái sâm, nếu mà mình thay cái sâm, nếu mà một thợ mà thay rất là lẹ, nếu mà thay mình cho là vừa thay vừa nói chuyện luôn với khách rồi nói vừa chơi rồi luôn thì mình cho cao tay lắm là khoảng, nếu mà thay sâm thì khoảng là cho 40 phút, nửa tiếng, có người làm nhanh thì 20 phút, nửa tiếng có người là 40 phút, bây giờ mình cho làm lâu luôn là 40 phút, 1 tiếng đi. Nhưng mà có thể anh em bị như vậy là anh em có làm có thể làm 1 tiếng rưỡi, rồi có nhiều người không biết làm nó tháo ra nữa là cả 2 tiếng. Nhiều khi mình nói hả anh em chưa có mà mường tượng ra được đâu nè, nhiều khi mình tháo ra nó bạc đạn đùm, nó bị lỏng lưng, nó rớt ra luôn, rồi ở trong cái ống canh, ở trong giữa hai cái bạc đạn, ở trong cái đùm nó chim lông đền này, chim tùm lum, nó rớt một cái bạc đạn đùm, anh em dở bánh xe ra, anh em để nghiêng rớt cái bạc đạn ra, nó lỏng lưng á, tự xúc ra rồi. Và lúc mà anh em mà thấy không, thay cái ruột xe lời được bao nhiêu ha, thay cái sâm xe lời được bao nhiêu mà rất là cực. Nó xảy ra mấy cái đó là ngoài cái ý muốn của mình, nhưng mà mình nghĩ là khi mà anh em mà sửa xe rồi thì cái ban này, cái ban mà anh em tháo xe ra mà rớt lông đền, rớt bạc đạn ra, không có anh em nào mà không bị đâu. Nếu mà anh em làm khoảng 1 năm thôi, 1 năm nếu mà sửa xe ở đồng quê rồi thì nó bị bể nhiều, nó bị những cái tình trạng lỏng lưng bạc đạn nhiều, anh em sẽ bị và chim lông đền, anh em sửa 1 năm 2 năm thôi anh em bị. Cuộc đời sửa xe của anh em nếu mà anh em làm nghề lâu thì sẽ bị, và những anh em khách ở nhà tự sửa ra là tự là ra làm đi dạng mà vọc vạch chơi á, là bị đó. Thì cái này là mình làm như thế nào, cái mẹo này là mình áp dụng được với anh em mà đang sửa xe, với lại anh em mà tự mua má phanh là tự thay sâm ở nhà đó, anh em tháo ra đó, thường thường anh em mà cái chỗ má đùm á với lại cái bạc đạn ngoài khi anh em vô lại á, thì anh em tháo ra thay có thắng là vô lại, thì anh em nếu mà cái nó mà không bị lỏng lưng bạc đạn, anh em khéo quá thì anh em sẽ chét ở trên má đùm, ví dụ 2 con lông đền thì anh em chét cái mỡ bò vô cho nó dính, thì lúc đó anh em chịu cứng thì anh em đẩy bò lon luôn. Còn nếu mà anh em thay sâm á, nếu mà anh em thay sâm thay ruột á thì anh em rút ra, rút làm sao mà anh em rút cái con bồ lon á khéo, cái đó là tùy thuộc cái độ thuần thục của anh em, rút ra nó vừa vừa ra hết cái tới cái lỗ má má đùm thôi, nó vừa vô cái đầu bồ lon, nó vừa vừa ra là vừa mình lấy cái ngón tay mình vừa rớt cục canh ra thôi, thì anh em lòn cái sâm vô ngay chỗ cái cục canh, ngay chỗ má đùm cái cục canh to to là ok, cục rô lô. Còn không thì anh em sẽ nhận một cái hậu quả là anh em phải tháo ra luôn, tại anh rớt mấy cái lông đền đó, nếu mà anh giật giật ra khỏi luôn cái má đùm, giật ra khỏi mấy con lông đền nằm ở trong cái giữa cái mặt đạn ngoài của cái đùm nè với lại cái má đùm là anh em sẽ bị rớt mấy lông đền nó ra. À, nói thì anh em mường tượng ha, tại vì mấy cái mùa dịch này thì không có đồ để, không có cái phụ tùng để mình minh họa cho anh em đó. Rồi thì bây giờ là mình cố gắng mình nói nhỏ, tại nhà cũng có người ngủ rồi có người sinh hoạt với, cho nên là mình cố gắng mình để sát sát vậy chứ mình không thể nào nói lớn hơn được cho anh em. Rồi rồi còn cái trường hợp mà nó bị ra lưng bạc đạn nào, cái trường hợp nó rất là khó đó, hay là bị lỏng ống canh, lỏng lông đền gì mình cũng đã từng gặp, mà gặp rất là nhiều. Và mình để cho đệ tử thì thường thường mình làm máy đồ, mình tháo máy đồ để cho đệ tử thay thay xong rồi đệ tử cũng bị tháo vô rồi xiết bánh xe cứng ngắc, nó thiếu lông đền hay là nó lông đền nó nằm chỗ khác xiết cứng ngắc đó, rất là khó chịu. Chứ anh em đừng có nghĩ là ha, anh em mà biết sơ sơ anh em làm được, không phải đâu, làm được nhưng mà anh em sẽ trả giá đó. Rồi chưa tính nha, cái thời tiết ở Sài Gòn này cái mùa mà nực nữa, anh em làm mà đổ mồ hôi chán luôn ha, như mình là ướt tóc ướt đầu luôn ha, đổ mồ hôi chán, lâu lâu là phải lấy khăn lau nhiễu mồ hôi dễ nhão luôn ha, ra mồ hôi nách luôn đó, chứ không phải đơn giản đâu đó, nó kéo theo nhiều cái bực bội lắm. Rồi khách hàng là thấy lâu rồi, khách hàng chửi rồi người tá lả hết mấy người sửa xe, chứ không phải là nó kéo là mình làm không được là mình làm lại, thì nó đơn giản lắm, mình làm lại mình đã bực rồi, mình bị phản, dạng phản kèo, bị lật kèo ha đó. Thì anh em làm thì cái ban này thì nói chung là bây giờ nếu mà anh em muốn vô lại mà dễ thì anh em có để lông đền vô, anh em cũng lấy mỡ bò anh em để cho nó dính, thì anh em muốn vô được cho dễ, anh em chuẩn bị cho mình một khúc ống xăng dài, không cần bằng con bù lon đâu, không bằng gần bằng lon đâu,
rồi anh em xông qua, xông qua như con mù lon đùm, mà xông từ cái má đùm qua thì bao nhiêu lông đền cho anh em vô vô luôn cái bạc đạn luôn. Nếu mà lỏng lưng anh em vô luôn ống xăng thì nó nhỏ hơn cái bù lon một chút thì anh em xỏ qua được đó. Anh em ống xăng thì nó có độ dẻo, cái ống xăng mà ống xăng mình xăng con là mình xăng lớn chúng mình xăng con thì nó có độ dẻo, thì anh em đưa vô thì anh em bẻ nó qua vậy, thì anh em cầm em đẩy vô cái anh em đẩy vô gấp, thì anh em đưa cái con bù lon từ ở bên phía bên cái sinh dĩa qua đó. Đây, anh em xỏ bù lon qua thì anh em xỏ tới cái đầu ống xăng mà lúc mà anh em xỏ qua trong giữa này, thì xỏ tới đó thì anh em cảm giác được, anh em đẩy vô thì anh em rút cái ống xăng ra từ từ, để từ từ thì cái bù lon nó trồi qua thì nó không làm rớt lông đền và không làm rớt bạc đạn ra, không bị lỏng lưng bạc đạn, không anh em đẩy cái là ra cái bạc đạn bên đây rất là khó dùng. Và mình đã thử nghiệm cái này là rất là nhiều và nói chung là một ăn một luôn á, rất là ok. Lấy ống xăng, tại ống xăng dẻo thì mình rút cái ống xăng ra từ từ, thì bên cái gấp này là nó dẻo mình lấy ra từ từ, ống xăng nó có độ dẻo đó, là mình thế như một con bù lon để xỏ từ đây qua đấy, mình thế chịu cái ống xăng vô để mình rút ra nó không rớt lắm nữa. Anh em hiểu ý mình nói không? Là có nghĩa là mình lấy đây là cái con bù lon kia mình xỏ qua đi, nếu mà nó lỏng lưng bạc đạn, nếu mình xỏ qua nó đã khó rồi, lỏng lưng bạc đạn thì nó không có kèm được, mình xỏ vô cái lỗ của cái cốt của cái lỗ của cái bạc đạn bên đây từ từ cùi dĩa qua đã khó rồi, thì khi anh em xỏ qua đây thì cái lưng bạc đạn ở bên phía má đùm nè nó mà lỏng thì anh em đẩy cái là cái ống chỉ nó chưa vô đó, tại vì khi mà lỏng thì ống chỉ nó chạy lên chạy xuống nó không ngay tâm, nó không có vô dễ bù lon đó, nhưng mà nhờ cái ống xăng nó xỏ qua ống chỉ luôn thì lúc đó là mình đẩy cái ống xăng thì nó đẩy thì vô thì nó sẽ chịu ống chỉ cho, từ từ mình sẽ lấy ra được. Nhưng mà khi mà anh em làm thì anh chịu cái má đùm vô, ép cái má đùm vô cho nó cứng vô cái đùm, cái chống phanh nó đùm phanh đó. Thì qua clip này đây là cũng là một cái mẹo, nói chung là tuy là nó không có gì hết á, anh em thấy bình thường lắm, nhưng mà có thể là nó giúp cho những cái anh mà như là những anh chạy xe đồ mà thay má phanh rồi mà làm biếng đem tới tới tiệm vô hết rồi thì có chìa khóa có đồ thì có thể sửa, thì những xe mới nó không có bị như vậy đâu. Nhưng mà anh em sẽ gặp những cái xe mà Trung Quốc hay là những xe Nhật mà nó bị lỏng lưng hay là lên đùm, từ bánh căm lên bánh mâm đồ má đùm nó bị hơi hơi cạ đó, khi siết bánh vô nó cạ thì người ta sẽ chiêm lông đền rồi, anh em sẽ thấy cái cảnh đó. Anh em gặp những xe Trung Quốc đi rồi mà những người chạy chở nặng rồi nó bị lỏng lưng bị chiêm mặt bạn thì anh em sẽ hiểu nha. Và clip này là mình sẽ chỉ cho anh em như vậy, thì nếu mà anh em thấy hay thì anh em học không sao hết, thì cái này là cái kiến thức phổ thông mà, còn anh em không thấy hay thì có thể lướt video qua video nha. Rồi ok, xin chào anh em.